nghiệp đại học tại chức chuyên ngành quản lý nhà nước. Chào tất cả mọi người, tôi là Nam Phong. Đúng là Nam Phong mà. Cướp lấy điện thoại của tôi rồi. Cướp. I love you. Bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi phát sóng trên VTV3 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ 16 tháng 1 năm 2019.